Hoàng Rapper, em Ly xin đón chào tất cả mọi người đang đến với game show Nghệ sĩ thứ tài V336. Một trong những game show cực hot hiện nay đang đón chờ chúng ta với những câu hỏi và những màn ứng biến giữa hai đội, đội chủ nhà và đội khách mời. Hãy cùng chờ đón đội chủ nhà, nhóm nhạc B336. Xin chào, em tên là Việt Thi. Em tên là Kira Kira. Xin chào, em tên là Winner. Em là Hana. Em là Hailey. Em là Mon Hoàng Anh. Xin chào, em là Kenji. Xin chào, em là Gina M. Em là Vương Tùy. Em là Thị Âm. Rồi chúng em là nhóm B336. Khi thế đang lên tới hừng hực, nhóm B36 đang sẵn sàng để đón chào đội khách mời ngày hôm nay. Và đây, sân chơi nghệ sĩ thứ tài B336 sẽ giới thiệu với tất cả mọi người màn kết hợp lần đầu tiên xuất hiện trong showbiz Việt giữa hai thế hệ idol khác nhau. Và họ là ai? Hãy chào đón hai khách mời của chúng ta. Xin mời. Hey. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Mình đến với nhau thì có gì là sai. Nhưng mà em chưa 18 nên anh nào dám. Mà anh đừng có mà tham nha. Nào, các bạn hãy thử đoán xem đây là hai nghệ sĩ nào nào. Chị Miko Lan Trinh ạ. Miko Lan Trinh ạ. Và chàng trai đồng hành với Miko Lan Trinh ngày hôm nay đó chính là ca sĩ Việt Thắng Idol. Ây cha cha, bình thường á, ca sĩ Lan Trinh hay than thở về bản thân của mình không có ai chăm sóc á, mỗi lần lên phim trường phải tự lực cánh sinh. Nhưng mà ngày hôm nay đã có sự đồng hành của một trai đẹp thì Miko Lan Trinh không còn là lang thang nữa, mà bây giờ Miko Lan Trinh đã sống thật với chính mình rồi, đúng không nào? Ngày hôm nay thì Lan Trinh rất là vui vì được tham gia vào chương trình thử tài B336, bởi vì biết nhóm từ rất là lâu rồi. Từ lúc mà các em casting thi qua các vòng, sau đó là các chặng đường thì chị đều được update trên Facebook cũng như là các hoạt động trên TV, nên chị rất là thích. Còn ngày hôm nay thì được đồng hành với Việt Thắng, hai chị em đã tính toán với nhau rất là nhiều rồi. Tính toán để làm sao tất cả chúng ta đều cùng một nhà, do đó nên tụi mình phải ủng hộ nhau nha mấy đứa. Tôi đang nghĩ tới cái cảnh thí dụ xui xui đi ha, trúng được 10 triệu không biết còn nhớ mấy đứa nhỏ với MC không. Ủa mấy bạn là ai? Ủa ô thế à? Mới gặp nhau à? Ôi mình bị não cá vàng rồi hay sao? Em chỉ có như vậy với anh thôi anh Hoàng ơi, còn với mấy bé thì em dẫn đi ăn chè nha mấy con. Xin chào Việt Thắng, một chàng trai rất là trẻ và tài năng. Xin chào tất cả mọi người, thì Việt Thắng hôm nay rất là vui vì được góp mặt tại chương trình nghệ sĩ thử tài P336 của chúng ta ngày hôm nay. Và mong mọi người chơi vừa phải thôi để mình còn bấm mới. Bây giờ là chặng đường cam go đây. Hai đội hãy đối đầu với nhau 10 chọi 2. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với đấu trường âm nhạc. Chào mừng mọi người đến với vòng 1 đấu trường âm nhạc. Ở vòng này chúng ta sẽ có luật như sau. Mọi người sẽ có 20 ca khúc. Ai nhanh tay nhất bấm chuông thì sẽ giành được quyền trả lời. Nếu như trả lời đúng sẽ giành được 1 điểm. Còn nếu sai thì không mất điểm nào. Và lượt trả lời sẽ được dành cho bạn tiếp theo. Và trong một ca khúc chỉ được 3 quyền trả lời mà thôi. Nên là mọi người nhớ nhanh tay nhé. Riêng với Miko Lan Trinh, nếu như trả lời sai cả 3 lần thì phải thụt xì dầu 50 cái. Tập thể thao hả? Ừ. Chơi luôn. Và bây giờ đoạn nhạc đầu tiên bắt đầu. Em theo anh đi về, về. Trời ơi, hay quá, mới những nốt nhạc đầu tiên mới thôi Lan Trinh ơi. Cái này là tay nhanh hơn não nữa rồi. 5 anh 4 3 2 1 đưa nàng về Vinh. Hết lượt. Vâng, xin mời các bạn cùng lắng nghe lại ca khúc vừa rồi. Em theo anh đi về, về quê hương hữu tình. Đồng xanh như gái chưa con lúa non xuân sao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Còn có hát thêm được một không biết tên. Vâng,
Hương, xin mời Việt Thắng. Đưa tình về với Quang Hương. Cái gì ạ? Dài quá em ơi. Cười chính xác. Trời ơi, thật đáng tiếc Thắng ơi. Tiếc quá Thắng gần ơi. Đúng, gần đúng rồi. Trời ơi, gần sai đúng một rồi. Chữ thôi. Ừ, đó. Máy em Emily chứ. Vừa mới tạo ra manh mối mới cho chúng ta. Sai một chữ một thôi. Xin mời Vương Tuyền. Tình rước. Tình... tình về quê hương hay là... Chưa chính xác, thật đáng tiếc. Sự chần chừ đã tạo nên độ sai cho chúng ta. Phải cố gắng có lập trường đi nào. Đáp án chính xác là rước tình về với quê hương. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Ai hò rồi? Câu hò bên bờ Hiền Lương. Câu hò bên bờ Hiền Lương. Chính xác. Lan Trinh ơi, bạn được một điểm đầu tiên rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc tiếp theo. Quá. 5 4 3 2 I wanna go. I wanna go. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Chúng ta cùng lắng nghe lại. Rất rất dễ nhầm lẫn nha. Miko Lan Trinh. Till the world end. Till the world end. Chính xác. Một ca khúc của ca sĩ Britney Spears. Và bây giờ là ca khúc tiếp theo. Cố lên em. Đa nghi của chị Bảo Thi. Chưa chính xác. Mới ra đây mắt đi. Xin mời Gina em. Yeah, work. Go away. Tự tin lên. Yeah, work away của Tóc Tiên. Chính xác. Chính xác. Tự tin lên, trời ơi. Đúng hay sai không quan trọng. Quan trọng cách trả lời của mình, tự tin lên. Đúng rồi. Đó, giống như Việt Thắng không? Sai vẫn tự tin. Sông có nguồn từ suối chảy ra, tìm mỗi người là quê nhà nhỏ, tình nồng thắm như ngạt trên xa, trên mênh mông đẹp. Nào, không mình bắn bộ bài luôn chị ạ. 3, 2, 1 bất lực. Ăn bớt. Xin mời Việt Thi. Dạ, bài này là bài Em là hoa hồng nhỏ. Khoan, nha. Sao? Miền Nam mình xài chữ bông nha. Nữa thôi, bộ đã bán hoàn toàn chính xác cái vụ nhỏ hoài à. Làm căng thẳng. Nói chung là mình không có tuổi căng biết lên không? Thì tôi đang luyện cái tinh thần thép dành cho các thí sinh mà. Anh đẹp trai. Ladies and gentlemen, bài này là Em chưa 18. Ngay đầu. Khoan. Em chưa hay em chưa? Cái gì? CH hay T rồi? Đúng rồi đó. Không nói gì đâu. Hoạt hình. Xin mời Hailey. Color of the wind. Color of the wind. Chính xác. Màu của gió. Em xin rồi mà. Tụi mình lấy hiệu quá. Thương em tôi áo đang sơ bà. Xin mời Kira Kira. Dạ theo em là bài Hành trình trên đất phù sa. Nhưng mà theo anh không phải thì sao? Câu trả lời chính xác cuối cùng của em là Thì chương trình mất hết. Không, đừng có nói theo em, theo chị, theo anh gì hết. Câu trả lời của em là khẳng định luôn, không theo ai hết. Ừ. Cái cha bấm lộn bị liệu á. Liệu á mấy đứa. Chị liệu á mấy đứa. Chị liệu mà cũng đến lượt chị rồi. 5, 4, 3, 2, 1 mất lượt. Xin mời chúng ta nghe lại đoạn nhạc vừa rồi. Thấy chưa, tưởng nhạc nước ngoài hả? Xin mời Winner. Bài này là bài em cho trả lời là bài này là bấm. Ô đứng đâu mà hả? Ủa trả lời sai tán như mặt nhỏ hay nhiều đứng sẵn vậy hả? À, bài này là bài Nếu như anh đến ạ. Chính xác, chúc mừng em. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Người ta hả? Nghĩ sao tự nhiên chia cho chi vậy? Thế như ngày em muốn vậy. Thế mới khó. Đúng không? Và ca khúc tiếp theo sẽ là Khoan từ từ đã, em từ từ đã. Nà. Dạ đây là bài Tàu Anh Qua Núi. Tàu Anh Qua Núi, chính xác.
Nhanh quá ha. Hồ sáng tác của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Mấy đứa giỏi thiệt. Mấy đứa em giỏi thiệt. Quá hay. Bấm đi em bấm đại đi. Em không nhanh mà các em ấy, các em bấm nhanh quá. Trời ơi ghê ha, vừa mới xé cái này bấm luôn liền à. Tiếp. Đây là bài Hương Ngọc Lan được phối lại của Tuliver và Kimmy thể hiện. Trời ơi ghê, âm thanh ghê chưa. Hay quá. Con này nhạc có đầu tư. Một sáng tác của nhạc sĩ Anh Quân. Anh quay lưng và đi mau, anh không cần nên nữa đâu. Đúng không? Bấm nhạc mặt. Đa nghi. Hả hả, gì Dani? Bài Đa nghi á. Đa nghi của ai á? Của Bảo Thi á. Yeah, chính xác. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Xin mời hai nè. Khước như thế thế. Đây là bài của ca sĩ Phương Thanh ạ. Ôi chị, liên quan thì cái đứa nửa bài bài hát. Bài này cũng rất nhiều người hát rồi đấy. Mất lượt, xin mời Việt Thắng. Bài này là bài Khi giấc mơ về, đúng không anh? Ai biết, bạn phải tự tin lên không? Khi giấc mơ về, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc. Tình mình chưa chắc. Em bấm trước mà. Em 5, ơi 4 Túp lèo lý tưởng. Chúc mừng Lan Trinh. Bài này Miko hay hát của anh Hoàng rap cho Miko nè. Với sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và cái khúc tiếp theo sẽ là tín hiệu đã dừng là ở Vương Tuyền, xin mời em. If we hold on together. If we hold on together. Chính xác, chúc mừng em. Hai bài em nhá. Em ra mái tóc trói đời anh luôn. Anh ra đôi tay. Đúng rồi. Nó đó em, nó đó. Gì nhỉ? One, two, three. Rồi, hết rồi má. Chính xác. Chính xác. Anh đừng nói, tính nói thêm rồi. Nhà là mơ. Cái này của em đúng bí họng rồi. Cái này của em đúng bí họng rồi. Anh của anh hát á, anh của anh hát đó. Phải không? Anh Đờm. À, bài này là bài Đà Lạt Hoàng Hôn. Không thuộc. Chúc mừng cho cả hai đội, đội chủ nhà và đội khách mời đã xuất sắc vượt qua được 20 ca khúc. Em được 2 điểm nó xuất sắc rồi. Tổng điểm của đội khách mời là 9 điểm. Chúc mừng các bạn. Còn riêng về đội chủ nhà, chúng tôi sẽ chọn ra hai thành viên có hai số điểm cao nhất để cộng lại thành điểm tổng. Thì Kira có số điểm là 2 điểm và có tới 7 bạn cùng nhận được số điểm là 1. Như vậy chỉ được chọn 1 mà thôi. 2 cộng 1, 1, 2, 3, 3 điểm. Chúc mừng các bạn. Như vậy 9 và 3, chúng ta đã biết được ai tạm thời chiếm ưu thế ở trận đấu lần đầu này. Và chúc mừng cho đội khách mời, các bạn được cộng thêm mỗi người là 2 điểm ở vòng thi thứ hai được mang tên Đấu Trường Kiến Thức. Xin mời 3 thành viên của B336 sẽ bước lên vị trí quan trọng đằng kia. Thì không biết là chúng ta chọn ai ạ? À? Xin em. Em thấy thì số điểm cao nhất của đội em đó chính là Kira. 2 điểm thì chắc chắn Kira phải lên rồi. Và còn 7 bạn còn lại thì em nghĩ chắc sẽ nhường cho Mon Hoàng Anh và Việt Thi. Xin mời Mon Hoàng Anh, Việt Thi và Kira. Năm người chơi lưu ý luật chơi như sau. Chúng tôi sẽ đưa ra 40 câu hỏi. Chúng ta chỉ có thời lượng là 40 phút để hoàn thành cho thật xuất sắc những câu hỏi này. Ai trả lời đúng và chạm vào 10 điểm đầu tiên sẽ nhận được số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Nếu như chúng ta trả lời sai sẽ bị mất toàn bộ số điểm, quay ngược về không và phải làm lại từ đầu. Bên cạnh đó, hãy cố gắng làm sao lắng nghe thật kỹ câu hỏi và cho đến khi MC Hoàng Rapper nói chữ hết và bấm đèn sáng, chúng ta mới được quyền bấm chuông. Bấm chuông trước sẽ bị mất lượt ưu tiên. Sẵn sàng chưa ạ? 40 phút bắt đầu. Miko chọn câu 19. Câu hỏi có nội dung như sau. 1 mét khối bằng bao nhiêu lít? A. 1 lít, B. 10 lít và C. 1.000 lít. Hết. Xin mời Lan Trinh. C. 1.000 lít. C. 1.000 lít và đó chính là đáp án. Chính xác, chúc mừng bạn.
Lan Trinh có sẵn 2 điểm cộng thêm 1 đang là 3 điểm. Chúc mừng bạn với sự dẫn đầu của mình. Và tiếp tục nào. Dạ. 22. Một người lớn bình thường có tối đa bao nhiêu cái răng vĩnh viễn? A 28, B 30, C 32. Hết. Xin mời Kira. Kira. Dạ theo em là câu C. Câu C. Chính xác. Chúc mừng điểm đầu tiên dành cho Kira. Kira. Dạ là số 23. À. 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 Nghe rất là dễ thương. Trời ơi. Câu hỏi quá đơn giản. Và đáp án là A. Chúc mừng Lan Trinh được 4 điểm rồi. Không cái này. Đó là một ca khúc rất quen thuộc, When You Believe, do Mariah Carey và Whitney Houston thể hiện, được sử dụng làm nhạc nền cho bộ phim nào? A. Hoàng tử Ai Cập, B. Nữ hoàng Ai Cập, C. Xác ướp Ai Cập. Hết. Hay quá rồi. Vicky. A. Hoàng tử Ai Cập ạ. Dạ em chọn con số 20 ạ. Loại mắm nào là nguyên liệu không thể thiếu để nấu món bún bò Huế? A. Mắm ruốc, B. Mắm tôm và C. Mắm nêm. Hết. Wow. Ok, ok. Thắng, em biết nấu ăn, thắng. Tất cả mọi người bình tĩnh. Dạ vâng. Để suy luận, lấy suy luận đấy. Câu trả lời của em là... Trả lời sai cực hoài luôn. Sai, chặt đầu em đi. Sai, chặt đầu em đi. Chính xác, chúc mừng bạn. Có vẻ sành ăn nãy giờ âm nhạc là không biết hết, nhưng mà riêng món ăn là biết. Không có gì đáng mất nhờ. Em được. Chúc mừng Việt Thắng, bạn được 3 điểm rồi. Xin mời bạn. Em chọn số 3. Theo danh mục thống kê mới nhất, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu quận huyện? Hết. Bao nhiêu quận huyện? Chết tôi rồi. Bao nhiêu quận huyện nha? Cả huyện luôn hả anh? Cả quận và cả huyện. Em lưu ý này. Bạn có hai quyền trả lời. Một là bạn có thể cộng tổng hết tất cả, vẫn hợp lệ. Hai, bạn nói từng quận và từng huyện cũng được. Mình biết mình sai rồi, mình chấp hết. Hai quận và 4 huyện. 12 quận và 4 huyện. Bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi đáp án. 19 quận và 5 huyện. Không, cái đấy em thử chuông ấy. Không phải thật. Thử chuông một cái mất luôn 3 điểm. Mời các bé trong nhóm B36 chúng ta chọn con số tiếp theo. 36 ạ. Máu của con tôm có màu gì? Câu trả lời cuối cùng là xanh. Xanh. Chính xác. Màu xanh. Dạ, số 28. Cây cầu quay đầu tiên do kỹ sư công nhân Việt Nam tự thiết kế và thi công nằm ở thành phố nào ở nước ta? A. Hà Nội, B. Cần Thơ, C. Đà Nẵng. Mất lượt ưu tiên. Mất Việt Thắng. Mất lượt rồi. Quên nha. Phải ấn hết vậy nè mới được trả lời. Chúc mừng Việt Thi, xin mời bạn. Trời ơi. Dạ là câu B. Cần Thơ. B. Cần Thơ. Và đó chính là đáp án. Tèn. Sai rồi. Việt Thi đã mất toàn bộ số điểm của mình. Trở lại không? Tự tin lên nào. Xin mời các bé. Số 10 ạ. Số 10. Trong chuyện cổ tích Tấm Cám, sau khi mất đi, Tấm đã hóa thân thành con gì? A. Chim Vàng Khuyên, B. Chim Hoàng Yến, C. Chim Vàng Anh. Lan Trinh. Có phải nhanh. Vàng Ảnh, Vàng Anh có phải vợ anh bay vào tay A? C. C, chúc mừng bạn. À, 30. 30. Châu lục nào hiện nay có số quốc gia nhiều nhất? A. Châu Âu, B. Châu Phi, C. Châu Á. Hết. Quốc gia nhiều nha. Châu Âu ạ. À. A. Châu Âu là câu trả lời. Sai đi. Sai. B. Châu Phi mới là câu trả lời đúng. Thật đáng tiếc. Thằng anh đã trời mất điểm ơi, rồi. Tị nạnh với con nít. Cố lên em. Mời các bé. Số 21. Nhựa của các loại cây lá kim hóa đá gọi là gì? A. Thạch anh, B. Hổ phách, C. Cẩm thạch. Hết.
Hay quá. Rồi lấy lại em giữ rồi. Sao? À, cho em hỏi trước khi em trả lời là mình trả lời sai mình có bị âm điểm không? Không, 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 em chọn B. À, cái là một cách tự tin. Em chọn B. Ôi chào mừng Việt Thắng đã quay trở về với thế giới loài người. Xin mời em chọn con số may mắn của mình. Số 33 đi anh. Tính đến năm 2017, nam diễn viên Leonardo DiCaprio đã bao nhiêu lần đạt được giải Oscar trong sự nghiệp của mình? A 1, B 2, C 3. Ôi, câu này quá dễ. Ai mà yêu thương anh này thì cần ấn hết một cái là trả lời được liền. Xin mời Việt Thắng. A 1. A 1 và đó chính là câu trả lời chính xác. Một lần duy nhất và anh ấy thật sự vỡ òa trong hạnh phúc với sự chia sẻ của bạn thân của mình là Cash Willis. Và bây giờ xin mời Việt Thắng chọn con số may mắn của mình. Em chọn tiếp là câu 13. Hay quá, cứ số 3 là anh hên. Đại dương nào có diện tích lớn nhất trên trái đất? A Đại Tây Dương, B Bắc Băng Dương, C Thái Bình Dương. Mất em hiểu rồi, em hiểu rồi. Thế là chị ấy dùng bông hoa gạo. Hết. Xin mời Hoàng Anh. Là C ạ. C Thái Bình Dương sao? Đúng luôn. Trời ơi. Và câu trả lời chuẩn luôn. Em chọn số 40. Đợt rét cuối cùng vào cuối tháng 3 ở miền Bắc gọi là gì? Hết. Rét nàng bông. Và đó là đáp án chính xác. 18. Số 18 đó. Tên gọi khác của đàn bầu là gì? Hết. Xin mời. Mời Kira, Kira. Kira, Kira. Đan Nguyệt Câm. Đan Nguyệt Câm. Thật đáng tiếc Kira, Kira. Số 25. 25. Loạt phim nào sau đây chưa từng nhận được đề cử Oscar? A. Chú Tể Những Chiếc Nhẫn. B. Harry Potter. C. Fast and Furious. Hết. Câu C. Furious, Fast yeah. and Furious. Chính xác. Wow. Thi. Dạ câu số 12 ạ. Thể thơ haiku có xuất xứ từ quốc gia nào? A Trung Quốc, B Hàn Quốc, C Nhật Bản. Hết. Một người yêu thích Nhật Bản, xin mời Lan Trinh. Ủa, một người yêu thích Nhật Bản, xin trả lời là Nhật Bản. Chính xác. Xin mời Lan Trinh. Vui quá à, em đi Nhật nhiều cũng lợi quá. 24. Em bấm đi em. Dạ. Bực thi, bực thi. A Phú Quốc ạ. Chính xác. Dạ số 16. Trong đồng hồ báo thức, kim nào không chạy? Hết. Xin mời Kira, Kira. Kim không chạy thì chắc chỉ có cái kim báo thức. Một điểm dành cho Kira, Kira. Chính xác. Đó chính là kim hẹn giờ. Dạ em chọn 14 ạ. Tính đến tháng 5, 2017, phim nào đang giữ kỷ lục phòng vé của điện ảnh Việt Nam? A. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. B. Quả tim máu. C. Em chưa 18. 1, 2, 3. Hết. Được, được, em được chấp nhận đúng không? Được, Việt Thắng, Việt Thắng. À, câu trả lời cuối cùng của em là C. Em chưa 18. Chính xác. Anh cứ làm em vui. 37. Xin mời Việt Thi. Dạ là câu C ạ. À. Không. Hà Nội chính xác. Và bây giờ chúng ta chỉ còn có 15 phút cuối thôi. Hiện tại đang dẫn đầu là chị Miko Lan Trinh với tổng số điểm là 7. Tiếp theo là Việt Thắng 3 điểm, Việt Thi 3 điểm, Môn Hoàng Anh 1 điểm và Kira Kira 1 điểm. Dạ em chọn số 1 ạ. Phổi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản là những cơ quan thuộc hệ cơ quan nào trong cơ thể người? A. Hệ tuần hoàn. B. Hệ hô hấp. C. Hệ thần kinh. Hết. Dì về với tay của mợ rồi. Yeah. Hệ hô hấp. Bê, chính xác. Sáng lên trên chọn đi, bạn chỉ còn 15 phút nữa thôi. 2 điểm nữa. 11. Ca khúc chủ đề của phim điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là bài hát nào sau đây? A. Thằng cuội. B. Ánh trăng trẻ thơ. Và C. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Hết. Xin mời Việt Thi. Dạ là câu A. Thằng cuội. Thằng cuội. Nào, hát thử một đoạn xem nào. Mong trăng trắng gà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mưa. Cảm ơn Việt Thi.
Dạ là số 17. Nam châm không thể hút được vật liệu nào sau đây? A. Sắt. B. Nickel. C. Đồng. Hết. Vị thi. C. Đồng. Chúc mừng bạn. Yeah. 10 phút cuối nữa, trời ơi, đáng lên 2 điểm là 10 triệu nữa đó. Em chọn số 31. Quan Âm Thị Kính là vở diễn nổi tiếng của thể loại nào? A. Chèo. B. Hát Á Đào. Và C. Hát Tuồng. Hết. Dạ. Số kia ra, kia ra. Vậy là chèo. Chính xác. Dạ là 27. Cấu tạo của một quả trứng về cơ bản được chia ra làm mấy bộ phận? A. 2. B. 3. C. 4. Hết. Hoàng Anh. Dạ B ạ. Là 3 bộ phận. Trong đó phải có con ở trong nữa. Trắng, vỏ và màng trứng. Trời ơi, tạm biệt Hoàng Anh. Mon Hoàng Anh đã trả lời sai 2 lần. Và bây giờ xin mời các bạn hãy lựa chọn thành viên tiếp theo. Cây dừa. Xin mời tiếp. Cây dừa. Cái này cây dừa. Thể hiện. Cố lên. Cố lên. Anh cả. Cố lên anh. Và bây giờ ưu tiên luôn, ưu tiên cho người mới vào luôn nè. À, em chọn số 29. Dụ chư tỳ tướng hịch văn là tên gọi khác của tác phẩm nào? A. Bình Ngô Đại Cáo. B. Hịch Tướng Sĩ. C. Chiếu Cầu Hiền. Hết. Nào. Dạ B, dạ B. B đúng không? Chắc chưa? Hịch Tướng Sĩ. Đúng. Chúc mừng bạn. Dạ là số 38. Trong 3 loại đàn sau đây, loại nào có kích thước to nhất? A. Viola. B. Violin. C. Cello. Hết. Lấy danh. Lấy danh. Bẩn. Cello. Cello. Và đáp án là vài hồ la. Cello. 9 điểm rồi. 9 điểm rồi. 1 điểm đúng nữa thôi là 10 triệu. Trả lời sai. Cái gì đi em ơi. Là tôi không chấp nhận, tôi không nhìn mặt Lan Vinh nữa. À là 35. Mỗi tay quá anh à. Thái hậu Dương Vân Nga thuộc hai triều đại nào sau đây? A. Đinh và Tiền Lê. B. Tiền Lê và Lý. C. Lý Trần. Hết. Khoan khoan. Bây giờ không cần biết theo ai hết á. Câu trả lời cuối cùng của thi ấp là gì? Câu trả lời cuối cùng của em là A. Dương Vân Nga. Chính xác. Thái hậu Dương Vân Nga thuộc hai triều đại Đinh và Tiền Lê. Chúc mừng bạn. 39 ạ. Ai là người nữ anh hùng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam? A. Nguyễn Thị Minh Khai. B. Nguyễn Thị Định. C. Nguyễn Thị Chiên. Hết. Xin mời Việt Thi. Dạ là C. Nguyễn Thị Chiên. Thị Chiên. Xuất sắc. Trời ơi. Hay dạ. Xuất sắc. Dạ số 2. Nếu bạn đang đứng ở vị trí vĩ độ không, kinh độ không thì bạn đang đứng ở đâu? A. Đại Tây Dương. B. Ấn Độ Dương. C. Thái Bình Dương. Hết. Khi ra, khi ra. Dạ là Đại Tây Dương. Đại Tây Dương. Xuất sắc. Chúc mừng bạn. Vậy là số 18. 18. Lan Trinh cố lên còn 2 phút nữa. Vào thời Nguyễn, vị chúa nào đã phác thảo ra hình dáng áo dài của Việt Nam? A. Nguyễn Phúc Thuần. B. Nguyễn Phúc Khoác. C. Nguyễn Phúc Chu. Thi ấp bất lượt. Hết. Xin mời Kira, Kira. Dạ câu trả lời của em là C. Chưa chính xác. Nguyễn Phúc Thuần mới là câu trả lời chính xác. Thật đáng tiếc khi Kira bị mất điểm rồi. Kira, Kira, bạn trả lời sai 2 lần rồi. Và bây giờ xin mời thành viên tiếp theo thay nào. Chúng ta chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi. Nhanh lên nào. 32. 32. Có bao nhiêu loại sân tennis dính được sử dụng trong thi đấu quốc tế? A là 3. B là 4. C là 5. Cố lên. Dạ em chọn câu B ạ. À. Sắp câu hỏi cuối rồi đấy. Dạ câu số 34 ạ. À. Bố của anh trai của cháu gái gọi bạn bằng cô là gì với bạn? Hết. Xin mời Hana. Là Dưỡng. Chưa chính xác mà đó là anh. Còn một câu nữa đi. Xin mời các bé hãy chọn câu hỏi tiếp theo. Câu cuối cùng nào? Câu số 5. Hana bị mất điểm rồi. Câu số 5. Nước ở thể rắn trong các tầng băng trôi là nước gì? A. Nước ngọt. B. Nước mặn. C. Nước lợ. Hết. Xin mời Lan Trinh. C.
Cảm ơn anh Trinh. Miko, 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 Miko. Khoan khoan, anh tên gì, anh tên gì? Anh Hoàng, em biết là nếu mà nước mà bay hơi thì chắc chắn là nước ngọt. Chính. Đáp án là nước lợ và đáp án chúng ta. Sao người ta mất tiền mà mấy đứa vui vậy? Trinh ơi! Tỉnh dậy em ơi! Trinh ơi! Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào lúc 19 giờ thứ 6 tuần sau trên kênh HTV7 để chúng ta có thể tiếp tục tìm đến những câu hỏi rất thú vị và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!